À, chào các anh em trên kênh Miền Tây Solar ha. Bữa nay là mùng 10 anh em. Ngày vía thần tài ha. Chúc anh em có sức khỏe tốt, nhiều sự may mắn trong năm mới nha. Chiều nay bây giờ thì anh em thấy nè. Bây giờ trời lặn luôn rồi, mình làm tới trời lặn luôn mọi người. Mặt trời lặn rồi, mình tranh thủ còn một chút xíu ánh sáng để test cái đèn JD 1000W. Trời khá là tối ha, quay phim nó hơi mờ mờ, anh em thông cảm nha. Trời hơi tối rồi. Đó thì mặt trời sắp lặn rồi, mình tranh thủ nha. Mình đang đem ra cái JD 1000W để gửi tới cho một đứa, à không phải đứa, mà là cái này là học trò nhưng mà phụ huynh mua ha, phụ huynh học sinh, phụ huynh của cái lớp vợ mình dạy anh em, phụ huynh biết là mình có bán cho nên phụ huynh ủng hộ ha. Thì phụ huynh này đã quay lại mua cái này là cái thứ thứ bảy thứ tám gì rồi, phụ huynh cũng mua rất là nhiều cái rồi, về gắn nhà anh chị em rồi nhà nội ngoại em lum la hết á. Bữa nay chị phụ huynh này quay lại mua một cái JD 1000W ha, nó có đây nè, mình để này anh em. À, giờ mình tranh thủ nó còn chút ánh nắng thì mình sẽ đây nè, nó test ok anh em. Đó, đó, chế độ sạc ok nè, chế độ sạc ok nha, chế độ sạc ok đó, chế độ sạc đã ok rồi. Còn bây giờ là mình đọc lại cấu hình cho anh em nghe, anh em nghe cấu hình sơ sơ về con JD 1000W ha. Thì ở trong nhà mình cái con JD 1000W là cái con lớn nhất có thể rồi anh em, về tất cả các mặt hàng ha, MK, JD, gương cầu lồi rồi này kia, tất cả các mặt hàng thì JD 1000W là cái rất là to luôn ha, gọi là rất là lớn luôn nha anh em. Đầu tiên mình nói về tấm pin nè, cái tấm pin sạc của nó là tấm pin 85W ha, 85W đó, bự hơn cái mặt bàn nữa anh em. Thấy mình để trên mặt bàn nè mọi người, ở cái mặt bàn đá ha, và cái tấm pin này nó mình quay ngang ha, tấm pin và cái đèn này nó ăn đứt cái mặt bàn luôn á. Tấm pin rất là to luôn nha mọi người, 85W ha. Cái cọng dây sạc nó to lớn nè anh em, cọng dây sạc rất là bự luôn nha, vững chắc bự lắm nha. Đó thấy không, mình ghim nó rồi nè, đang sạc nè thấy không, tuy là trời lặn rồi nó có chút ánh sáng nó cũng sạc luôn ha. Đó là tấm pin 85W. Còn bộ pin lưu trữ bên trong á, là mình coi lại coi là 80 Ah nha anh em. Bộ pin lưu trữ bên trong là 80 Ah, 80 mà nhân cho 3,2V là nó trữ được 200 mấy gram điện nha anh em, 200 mấy gram điện nha. Đó, bộ pin lưu trữ bên trong. Nhiều anh em yêu cầu mình hãy dặn cái nắp này ra để cho mọi người thấy cái bộ pin đó, thì nó cũng ngại lắm mọi người. Khi chúng ta dặn cái nắp này ra thì nó mất cái bảo hành này nè, bảo hành này nó bị rách đó, thì nó bị rách thì nó sẽ không tốt cho cái đèn ha. Sau này lỡ như cái đèn có bị gì á thì mình mang đi bảo hành là công ty nó không chịu anh em, công ty nó cũng buồn ha, nếu nó chịu nữa nó cũng bực mình lắm ha. Nói chung là mình không có được mở cái đó làm rách bảo hành, để bữa nào mình sẽ mở những cái đèn mà của mình á, cái đèn mà mình đang xài á, cho anh em xem nha. Chứ này đâu mở được anh em, mở cái mất bảo hành cái 2,1 triệu một cái đèn này đó mọi người, 2,1 triệu một cái đèn ha, cho nên mình phải gìn giữ cẩn thận, thiệt là cẩn thận tới tay mọi người nha. Rồi bộ pin lưu trữ là 80 Ah, anh em thấy số chip led của nó không, đặt quẹo luôn ha, số chip led là đặt quẹo luôn đó, đếm không nổi đâu mọi người. Nó là 1190 con SMD 5730 nha, anh em không nghe nhầm đâu nha mọi người. Đó, led mà 1190 ha, khủng khiếp không, 1190 con SMD 5730. Đó, một cái chá rất là sâu nè, hàng JD chá rất là sâu, nhìn cái chá đẳng cấp mọi người, chá sâu không, sâu rất sâu dưới nè, thấy không, chá thì bóng lư luôn nha, gọi là bóng lư luôn á. Đây anh em thấy không, cái chá đèn bóng lư luôn nha. Đó, bóng khỏi chê luôn ha. Rồi đang sạc nè, 5 chế độ báo sạc nè, đèn led để nhận, còn không phải có mắt nhận nè. Đó, cái remote ha, trong kia có con bịch tắc kê, ốc vít rồi này kia, ray rồi này kia để bắt cái tấm pin đồ, đầy đủ hết nha mọi người. Đặc biệt là cái ray bắt tấm pin của cái tấm pin lớn này là không có giống như cái ray bình thường, nó là cái ray loại này anh em. Và nó có một cái hướng dẫn, tờ giấy hướng dẫn bắt ha, tờ giấy hướng dẫn nằm ở trong cái tờ kia ở dưới cái đèn này, mình không lấy ra được. Đó, hướng dẫn để mình lắp an tâm nha mọi người. Đó, mình nhắc lại về cấu hình chính ha, là bộ tấm pin là 85 Ah, bộ pin lưu trữ là 80 Ah cùng với 1190 của SMD 5730, và giá của nguyên cái hệ thống này á, là 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Thì mình bao rẻ nhất thị trường cho anh em luôn á, mình bao giá 2,1 triệu là rẻ nhất thị trường luôn nha anh em. Đó, có chỗ bán 3,5 triệu luôn á ngang, anh em cứ tham khảo giá thoải mái ha, 2,1 triệu là rẻ nhất thị trường, mình bao cho anh em luôn. Nếu ở đâu mà có rẻ hơn anh em cứ gọi cho mình ha, rồi tới lúc đó mình sẽ điều chỉnh giá nếu mà thấy người ta rẻ hơn mình đó. Còn hiện tại mình thấy là mình rẻ nhất rồi đó. Đó, có chỗ bán 3,5 triệu nha anh em, có chỗ 2,7 triệu, 2,8 triệu này kim luôn hết. Mình đang bán cho anh em giá 2,1 triệu, cái đèn bự rất là to lớn luôn nha, rinh không nổi luôn nha mọi người, cái đèn rất là bự nha. Anh em thấy cái mặt đá, bàn đá mà anh để như vậy, không, bàn đá mà anh để như vậy bự ngang với mặt bàn đá luôn ha. Còn các thông số anh em muốn biết thì mình hãy đọc sơ cho anh em nghe nha, là cái đèn á, cái đèn độ lớn của nó là, độ lớn của đèn á là, ở đâu mất tiêu rồi. À, độ lớn của tấm pin là 8 tấc 25 nhân 5 tấc 15, độ dài là 8 tấc 25 nhân 5 tấc 15 nha. Đó, độ lớn của tấm pin
Còn độ lớn của đèn á, là 5 tấc 2 nhân 4 tấc 15. Có nghĩa là dài từ đây đến đây là 5 tấc 2 nè. 5 tấc 2 nè. Bề ngang là 4 tấc 15 nha. Đó, nó bự hơn cái mặt cái tấm gạch lót nhà của chúng ta nữa anh em. Đó, đèn rất là to lớn ha, cực kỳ xịn sò nha. Đó, cái chá anh em thấy không? Nó rất là sáng ha. Chá sáng cực kỳ luôn ha. Tấm kính thì rất là trong suốt nha. Nhôm nguyên khối nha mọi người, nhôm nguyên khối dày cui luôn nha. Đó, anh em nhìn cái đèn là mê luôn á. Đó, nó đáng đồng tiền bát gạo 2 triệu mốt nha. Đó, anh em nào mà đam mê thì cứ liên hệ, cứ dặn mình. Hiện tại là trong nhà mình không còn cái đèn ngàn quá nào hết, nhưng mà anh em dặn cái là mình kéo về liền nha anh em. Dặn cái là mình kéo về liền, chứ không còn thì không còn thôi, chứ kéo về lẹ lắm mọi người. Đó, anh em nào cứ đam mê cứ nhắn cho mình ha. Và cái đèn CD mình đảm bảo với anh em, trời nắng đàng hoàng là nó cháy nguyên đêm là chuyện rất là bình thường ha. Đèn CD nè, thì CD là xịn, loại rất là chất lượng nha mọi người, chứ không phải bậy bạ nha. Cho nên anh em thông cảm ha. Ở quên cho nên anh em nhớ ha, là CD loại 1 là rất là chất lượng ha. Đó, chứ không phải như là mấy cái mà hàng trôi nổi này kia thì không thể nào mà so được cái CD này đâu anh em. Bây giờ mình sẽ test độ sáng cho anh em thấy ha. Nói nhiều quá nói cũng sai. Đó, bây giờ mình sẽ bấm cái remote thì rất là đơn giản anh em. Cái đèn thì mắc tiền thiệt đó, nhưng mà remote rất đơn giản nha. Chỉ có nút auto nè, on off nè, 3 giờ, 5 giờ thôi. Đó, thì anh em có thể bấm nút auto. Auto nó không cháy mọi người, tại vì giờ mặt trời vẫn còn. Mặt trời thì mất tiêu rồi nhưng ánh sáng vẫn còn, nó vẫn còn sạc được, cho nên là nó nghĩ là ban ngày cho nên nó không cháy nha, auto không cháy. Anh em bấm nút on. Đó. Đó, đèn CD 1000W nhưng mà nó cháy máy tôn của mình. Cháy máy tôn sáng trưng luôn, lấy nét cho anh em xem. Đó. Đang cháy máy tôn nha. Đó, ban ngày thôi nha anh em. Ban ngày mà nó cháy vậy đó. Nè. Mình quay vô cho anh em thấy nè. Đó. Quay vô cho anh em thấy nè, nó cháy nè. Đó. Đã không? Đã không? Cháy một lòm, một vòm sáng trắng luôn á, ban ngày luôn nha mọi người. Ban ngày ha. Đó. Thấy rõ không? Sáng thấy ghê không? Mình đây đứng nó cháy, gọi là cháy cháy con mắt mình luôn mọi người. Đó. Tuy là nghe 2 triệu mốt thì cũng hơi ngán ngán phải không? Nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo nha. Đèn rất to, sáng, hàng CD loại 1 rất xịn nha. Đó, thấy không? Camera quay là một cục sáng luôn á, chứ không phải là bình thường đấy nha mọi người. Đó thôi. Quá ok ha. Thôi bây giờ mình tắt nè, để nó cháy quá không thấy đường. Đó thì anh em nào đam mê đèn này cứ dặn mình ha, liên hệ qua Zalo 0766874311. Mình sẽ lấy hàng về gửi cho anh em nha. Anh em nào đam mê thì cứ liên hệ với mình thoải mái nha mọi người. Mua tất cả những loại đèn khác mình đều còn hết nha. Ở tất cả loại đèn luôn, mà KGD bao nhiêu watt còn hết, tất cả các mã luôn nha. Đặc biệt là GDT nó sắp về rồi. Và mình cũng đang đợi nó về, nó đang chở nè ha. Bữa nay là mùng 10 nó đang chở nè, tối nay nó về tới. Thì anh em nào đam mê cứ nhắn với mình ha, GDT cũng có hàng luôn rồi nha. Sắp có rồi đó. Anh em xem kênh Miền Tây Solar, anh em nhớ cho mình cái đăng ký kênh nha anh em. Đó, xin chào anh em ha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau ha.